Jam các bạn mến thương trong diễn đàn. Trước khi đến sự việc thì cũng một cái câu quen thuộc trong diễn đàn của chúng ta, đó là vấn đề chúc sức khỏe đã. Chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào và nhiều sự may mắn tốt đẹp đến cho các quý vị và cả luôn người thân và gia đình. Và bây giờ thì Trung Nguyên nói chuyện gì xảy ra giữa Nga và NATO. Trong diễn đàn của chúng ta, Trung Nguyên hỏi một câu, có ai là thầy bói không? Có ai là nhà tiên tri không? Thực tế thì chúng ta nói về vấn đề tương lai thì không ai nắm rõ cả, vì không ai biết tương lai rõ như thế nào. Vậy giữa NATO và Nga chuyện gì sẽ xảy ra? Là một cái điều đặt nhiều câu hỏi đúng không? Ngày hôm nay thì giám đốc tình báo phía bên Đức, các vị biết là giám đốc tình báo mà, tất nhiên là họ nắm rõ được những thông tin bí mật và họ có gián điệp khắp nơi. Thì ngày hôm nay cái người mà nói chúng ta biết cái tương lai của năm 2030 như thế nào, bởi vì ông ta nắm rất là nhiều tài liệu mật. Cái điều đó làm cho chúng ta rất là lo. Các quý vị, thế giới ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy ở trong một cái giai đoạn nó bất ổn. Các quý vị cũng thấy rằng là không có nơi nào nó được an toàn và trật tự cả. Chúng ta nhìn lại cái bối cảnh từ ở tại châu Âu, cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, tình trạng Trung Đông rất là xấu, Á Châu cũng chẳng tốt đẹp gì. Tuy rằng Á Châu chưa có một cái tiếng súng, nhưng sắp sửa xảy ra trong tương lai. Tình trạng bầu cử của Mỹ thì chúng ta cũng đang thấy rất là xấu đi, cận kề đến những ngày cuối thì nhiều vấn đề nó đã lòi ra và nhiều dẫn đến nhiều sự lo âu. Thế giới ở trong một cái giai đoạn bất ổn. Những cái khối mình kêu là đối lập giữa độc tài và dân chủ, nó đang bắt đầu đối kháng với nhau, trắng và đen bắt đầu bước vào một cuộc chiến chính thức. Bài phát biểu của ông giám đốc tình báo của Đức ngày hôm nay nói về vấn đề cảnh báo cho phía bên NATO biết là cuộc xung đột giữa Nga và NATO nó có thể diễn biến xa vào năm 2030. Lý do ông ta nêu lên, ông ta nói rằng là Nga sẽ bắt đầu củng cố cái kho vũ khí của mình. Nga bắt đầu tăng cường năng lực quân đội bằng bổ sung về số lượng binh sĩ. Nga bắt đầu liên minh với đồng minh. Và Nga bắt đầu bước vào cuộc chiến trực tiếp với những quốc gia NATO theo tình báo của ông ta cho biết là 30 năm 2030. Các quý vị cũng biết rồi đó, thời gian nó qua rất là lẹ. Thấm thoát 1-2 năm, giống như cuộc chiến tranh Ukraine nó sắp sửa 3 năm rồi. 6 năm, thời gian nó không quá dài đâu. Nếu mà tâm lý của quân đội của NATO hay là những quốc gia ở NATO mà họ chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Putin, thì họ sẽ gặp những sự khó khăn đó. Nên đây là cái lời cảnh cáo của Đức gửi thông điệp cho đồng minh, để chúng ta biết là cái sự mà xung đột giữa NATO và Nga nó không tránh khỏi, nó chỉ là sớm hay muộn. Hiện bây giờ thì các quý vị cũng biết đó, là châu Âu này, hay là NATO nói chung đó, họ không muốn xung đột với Nga bây giờ. Điển hình giống như là Mỹ đã không gửi quà tiễn tầm xa cho Ukraine, cũng không cho phép Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga, chỉ nằm trong phạm vi 100 cây số, mà quà tiễn cao nhất mà Mỹ viện trợ bắn chỉ có được 300. Nên là chúng ta thấy được là Mỹ cũng e dè và không muốn có một cuộc giao tranh trực tiếp với Nga. Không riêng biệt về Mỹ thì chúng ta thấy Anh Quốc, Pháp và Đức gần đây là nguyên tâm tình rất là nhiều, bốn quốc gia này. Nhưng mà các quý vị nghe cái báo cáo của ông Đức thì cái điều nếu ông nói như vậy thì đối với Nguyên tại sao phải sợ? Trước sau gì chúng ta cũng đụng độ, trước sau gì chúng ta cũng có giao tranh. Thì bây giờ hay là 6 năm nữa thì cái giai đoạn nào tốt hơn? Đối với Nguyên bây giờ đánh Nga là tốt hơn. Thực tế đối với Nguyên bây giờ mà đụng độ với Nga nó tốt hơn 6 năm nữa. Các quý vị có đồng ý với Nguyên không? Vì ít ra thì Nga cũng đã mệt mỏi với cuộc chiến tranh. Kho vũ khí của Nga cũng đã cạn kiệt. Nền kinh tế của Nga đã suy yếu. Để 6 năm để Nga hồi phục cái nền kinh tế, thì lúc đó đụng độ với Nga nó mới mệt hơn chứ. Người ta đánh gà chết nó dễ đánh hơn gà sống chứ các quý vị. Đối với Nguyên, nếu mà cái báo cáo của Đức đó là sự thật thì là đánh bây giờ. Bây giờ là yểm trợ Ukraine bước vào cuộc chiến. Đánh bây giờ, đánh lúc mà Nga chưa có được đủ lông, đủ cánh, đủ mạnh để 6 năm trôi qua. 6 năm ai biết tương lai như thế nào?
Lúc đó Nga mạnh lên, bơm vũ khí lên, đồng minh, thì lúc đó đánh với Nga mới chày da chóc dậy. Nếu đã biết trước 6 năm nữa chúng ta xung đột, thì đối với Nguyên bây giờ là cái nơi thích hợp nhất. Trước sau gì cũng phải quýnh. Thì bây giờ là cái giai đoạn mà quýnh Nga te tua dễ nhất. Tất nhiên thì cô chú anh xem cũng biết đó, cái điều này là Nguyên nói thôi. Còn những mấy ông châu Âu này, cái sự suy luận của ông nó lạ kỳ lắm. Nó lạ kỳ lắm. Đó là đối với Nguyên ở trong thời gian gần đây đó, cả Nguyên kêu là 2 tháng gần đây đó, Nga có những cái đạt, những cái thành tích nhỏ ở những khu vực sườn Donetsk hay bây giờ là sườn Zaporizhia. Tất cả cái đó là do những sự chậm trễ, sự quyết định không nhất quyết của những quốc gia lớn, trong đó có Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Anh Quốc. Nếu mà họ sự quyết tâm đối phó với Nga thì Nguyên nghĩ là cái vấn đề đó không bao giờ xảy ra. Nên đến ngày hôm nay thì cái báo cáo của Đức là một cái báo cáo Nguyên, đối với Nguyên nha, là một cái báo cáo chính xác. Tại sao Nguyên cho là chính xác? Thì có thể nói là các quý vị cũng biết là cái điều mà chúng ta lo sợ nhất từ đó tới giờ đó là cái sự liên minh giữa những quốc gia độc tài lại với nhau. Những bốn, người ta kêu là bốn tứ trụ độc tài. Đầu tiên nhất, mạn Pháp, trong Nguyên nói là Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn và Iran. Bốn quốc gia. Và cái điều đó là điều người ta sợ nhất. Bốn quốc gia này tạo ra thành một cái liên minh, thành một cái khối, cũng giống như là khối NATO. Thì gần đây thì họ chưa có làm cái điều đó, nhưng đã thấy rõ họ sẽ làm trong tương lai. Và sự thấy rõ đó của ngày hôm nay do chính Putin là người khởi động. Ngày hôm nay có hai bản tin mà chúng ta cần lưu ý. Bản tin thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, của Nga và Trung Quốc đã gặp mặt với nhau ở tại Peking. Thứ hai là Putin đã trình bày lên cái kế hoạch ở tại Quốc hội của Nga để liên minh với Bắc Triều Tiên. Đây là liên minh đối tác quân sự, có nghĩa là đồng minh cũng giống như là Belarus. Hai cái vấn đề này thôi thì chúng ta đã thấy rõ, trước đó thì Iran đã gặp Nga cách đây vài ngày. Tổng thống Iran đã gặp Nga. Thì bây giờ cho Nguyên đi từ bản tin một, tình trạng của thế giới, những cái quốc gia độc tài sắp sửa liên minh với nhau như thế nào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đó là ông Andre. Ông Andre đã bay chuyến máy bay sáng, đã đến Peking và đã gặp trực tiếp người đồng cấp của mình. Sự gặp mặt bí mật được báo chí được chia sẻ, sau đó Trung Quốc đã gửi thông điệp cho thế giới biết lý do nào mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đã đến Trung Quốc trong một cái giai đoạn bất ngờ như thế này. Bất ngờ thì chẳng có gì bất ngờ đâu. Vì cái sự gợi ý của Putin nó đã có từ lâu. Về vấn đề liên minh với Trung Quốc, nó đã có từ lâu. Liên minh về chiến lược quân sự, nó đã có từ lâu rồi. Nhưng mà Trung Quốc vẫn từ chối vì Trung Quốc sợ lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến nền kinh tế của Trung Quốc. Đặc biệt là năm nay thì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó không được tốt đẹp cho lắm. Nếu mà bây giờ bị lệnh trừng phạt của Mỹ và của châu Âu, quay lưng lại với Mỹ và châu Âu, thì đối với Trung Quốc là một sự thiệt hại khá lớn. Vì cái khả năng kinh tế của Nga cũng không thể bù đắp lại cái sự việc bang giao giữa châu Âu và Mỹ. Nên là Trung Quốc vẫn giữ một cái khoảng cách với Nga, khi lúc đó chúng ta thừa biết được là Trung Quốc là cái quốc gia yểm trợ, nuôi cái nền kinh tế của Nga âm thầm trong bóng tối. Nhưng Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận cả. Và Trung Quốc cũng không muốn ký liên minh quân sự. Tất nhiên là Trung Quốc vẫn bán vũ khí cho Nga. Chúng ta có bằng chứng cụ thể, máy bay không người lái, xe bọc thép không người lái, vân vân. Nhưng không có cái gì là chính thức hết. Tất cả đều làm trong bóng tối, giấu giếm và không thừa nhận. Nhưng gần đây thì có một cái dấu hiệu là ông Tập Cận Bình, ông nói rằng là ông sẽ sẵn sàng nâng cái đối tác lên, sẵn sàng mang giao tốt đẹp với Nga. Thì trước sau gì cái cánh cửa giữa Nga và Trung Quốc đã mở về cái sự mang giao quân sự. Thì ngày hôm nay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến để lót đường cho cái cuộc gặp mặt sắp tới giữa Putin và Tập Cận Bình. Thì ngày hôm nay ông Đông Dung, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, đã công bố chính thức chúng ta biết lý do phía bên Nga đến Trung Quốc, mục đích duy nhất chỉ là muốn liên minh về quân sự. Ông ta nói thẳng,
Nga đã đề nghị chúng tôi về liên minh về quân sự. Chúng tôi vẫn chưa trả lời, đang xem xét và tôi sẽ trình bày đến tổng bí thư của chúng tôi. Đó là ông Tập Cận Bình. Và chúng tôi sẽ suy nghĩ về cái đề nghị này của phía bên Nga trong những ngày kế tiếp. Họ không thèm giấu giếm luôn. Có điều là gì? Trung Quốc đang chơi một cái chiêu bài là trao đổi giữa phương Tây. Nếu các anh ép tôi, các anh can thiệp vào Biển Đông của chúng tôi, các anh can thiệp vào Đài Loan, các anh can thiệp vào lưỡi bò, thì tôi sẽ liên minh với Nga. Đây là một cái chiêu bài mà Trung Quốc dùng Nga trở thành một cái vật trao đổi. Có thể nói Nga ngày hôm nay cái vị thế của Nga nó xấu như con gấu. Nga bây giờ là tụt dốc, nên Nga bây giờ trở thành một cái vật để người ta lợi dụng. Hiện bây giờ Trung Quốc đang làm cái điều đó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc không giấu giếm cái nội dung mà hai người nói chuyện. Đúng ra những cái trường hợp như vậy đó là những trường hợp không bao giờ tiết lộ ra báo chí. Người ta có thể phỏng đoán, người ta có thể tình nghi, người ta có thể suy luận, nhưng không bao giờ công khai cụ thể. Nhưng mà Trung Quốc không ngại ngùng. Trung Quốc không ngại ngùng gì cả. Trung Quốc công khai chúng ta biết là cái mưu đồ của Trung Quốc như thế nào, và phía bên Nga như thế nào. Và Trung Quốc nói chúng ta biết, à, phía bên Nga muốn liên minh quân sự với chúng tôi. Khi lúc đó một mặt thì là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga đến Trung Quốc, một mặt khác thì Putin ở tại Quốc hội ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay nha, Putin đã viết một cái văn bản trình bày lên Quốc hội của đất nước Nga và chuẩn bị soạn thảo một cái hồ sơ liên minh trọn vẹn, có nghĩa là Bắc Triều Tiên sẽ trở thành đồng minh cũng giống như là Belarus và Nga, và chờ đợi sự chấp thuận của Quốc hội Nga và sẽ trình bày đến cho Kim Song Un trong những ngày kế tiếp. Thì các quý vị thấy rồi đó, cái bước đi đó mà những gì mà chúng ta phỏng đoán tương lai sao nó xảy ra, nó đã xảy ra rồi. Những cái gì mà chúng ta nói cái sự liên minh đó mà chúng ta chỉ có đoán thôi, bây giờ nó gần như là nó đã thành hình rồi. Vậy là Nga đang củng cố cái đồng minh của mình. Vì tại sao không đánh Nga bây giờ? Cũng giống như tình báo của Đức nếu kêu là 6 năm nữa chúng ta đụng độ. Thì bây giờ Nga chưa có đồng minh. Nga chưa ký với Bắc Triều Tiên. Nga chưa ký với Trung Quốc. Chưa có cái gì cả. Đây là cái giai đoạn tốt nhất thiên hạ thủ di cường. Nếu để Nga liên minh xong thì lúc đó chúng ta không phải đối đầu với Nga không, còn phải đối đầu với Trung Quốc, với Bắc Triều Tiên và những thế lực khác, thì nó khó hơn nhiều. Nếu chúng ta đã đoán được tương lai nó sẽ là như sự đụng độ thì tại sao Nguyên không hiểu là tại sao mấy ẩm vẫn do dự. Hiện bây giờ đây là những có thể nói là cái điều xấu nhất, các quý vị, điều xấu nhất trong cái vấn đề liên minh trong tương lai. Vấn đề Bắc Hàn thì Nguyên nghĩ chắc chắn thấy rõ nét là Kim Song Un đã có sự ủng hộ đến từ Nga và đã có hành động nào đó rồi. Ngoài ra thì Trung Quốc thì chúng ta đều biết Trung Quốc và Nga đó là bằng mặt không bằng lòng. Trung Quốc vẫn đang lợi dụng Nga làm cái lá bài để mà trao đổi với phương Tây, Hoa Kỳ và châu Âu. Vì nếu thực tế bây giờ nếu mà Trung Quốc quay lưng hoàn toàn với những cái quốc gia cường mạnh châu Âu và châu Mỹ thì nó không lợi vì Trung Quốc hết. Vì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đến những quốc gia này. Nên cái điều mà Trung Quốc hiện bây giờ đang làm đó là lợi dụng vấn đề của Nga trở thành lá bài trao đổi để vấn đề của Đài Loan. Cái điều đó đang tội cho Đài Loan lắm. Đài Loan có thể nói là trong những ngày gần đây cái sự đe dọa của Trung Quốc nó đáng sợ vô cùng. Nên là hiện bây giờ vẫn chưa biết, khi lúc đó bầu cử của Mỹ thì các quý vị cũng biết chưa biết ai làm tổng thống Mỹ. Đất nước Mỹ nó có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đến nhiều quốc gia khác. Nên là bây giờ đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là hoang mang, lo lắng. Các quý vị nghe đến đây thôi thì thấy những cái sự suy luận của những nhà chuyên gia đó. Người ta nói cuộc chiến tranh Ukraine và Nga nó khởi đầu chỉ là hai quốc gia. Sau đó nó dần dần nó không phải là cuộc chiến tranh quốc gia nữa, đó là chiến tranh lý tưởng, độc tài và tự do. Thì bây giờ thì Nguyên thấy cái xu hướng nó đang đi đến gần, đang đi đến gần rồi. Nguyên không biết là ngày hôm nay thì Quốc hội của Nga sẽ phản ứng như thế nào sau khi cái đề nghị của Putin
là bắt tay với Bắc Triều Tiên trọn vẹn. Nói về Bắc Hàn thì ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã tiết lộ chúng ta biết một bản tin động trời, động đất. Theo Tổng thống Zelensky cho rằng là Nga đang chuẩn bị cái kế hoạch cho binh sĩ của Bắc Hàn tham chiến vào mùa thu năm nay. Thì các quý vị cũng thấy rõ là Nga bắt đầu là không còn đủ khả năng nữa. Nga bắt đầu cần phải có sự hiện diện của những cái thế lực đồng minh. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rõ được Nga thì là cái quốc gia mà binh sĩ gấp 10 lần Ukraine. Gấp 10 lần. Nga chiêu mộ binh sĩ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là tại châu Phi rất là nhiều. Rồi Cuba, Venezuela, Nepal, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Và bây giờ không còn chiêu mộ nữa, bắt đầu là trực tiếp Bắc Hàn tham chiến. Cái vấn đề này nó chưa được nêu lên rõ. Trong Nguyên nói á, tuy rằng chúng ta đã có những bằng chứng gần đây, Liên minh châu Âu đó đã thu thập được bằng chứng cụ thể là khoảng 4.000 binh sĩ của Bắc Hàn đang huấn luyện ở tại Nga. Nhưng họ có tham chiến hay không thì không rõ. Nhưng ngày hôm nay Tổng thống Zelensky cho rằng là cái kế hoạch của Nga, Bắc Hàn sẽ tham chiến vào mùa thu năm nay. Tình trạng bắt đầu thay đổi lớn. Nga không đánh thắng được Ukraine, Nga cần bổ sung, Nga cần đồng minh. Thì Ukraine có quốc gia nào tham gia yểm trợ cho Ukraine hay không thì không rõ. Liên minh châu Âu và NATO sẽ ứng phó như thế nào với Bắc Hàn cũng là một cái chuyện hiện bây giờ làm cho rất là nhiều người nhức đầu. Vì đã không còn là một đối với một, mà là một hai quốc gia đánh một trong tương lai nếu chuyện đó xảy ra. Thì NATO, những cái quốc gia đồng minh láng giềng của Ukraine, thí dụ giống như là Ba Lan, họ có tham chiến hay không? Tất cả mọi điều này đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ là căng thẳng. Bản sự cáo buộc của Tổng thống Zelensky tất nhiên là Nga không có chấp thuận, Nga cho là không có điều đó. Nga không có điều đó, tất nhiên là Nga phủ nhận hoàn toàn lời cáo buộc của Tổng thống Zelensky ngày hôm nay, cho rằng là Bắc Hàn sẽ tham chiến trong những ngày kế tiếp. Đây là một cái điều mà chúng ta đang rất là, có thật tế là bâng khuâng, lo lắng. Đặc biệt là có một cái sự tham gia của một cái quốc gia nào đó chính thức thì nó sẽ là rối bời. Vì cái cán cân quân sự nó đã chênh là trước đó rồi. Chúng ta đều biết là Nga có nhiều binh sĩ hơn Ukraine, vũ khí cũng nhiều hơn. Cái cán cân quân sự nó đã chênh lệch. Và nếu để tiếp tục như thế này, nó còn chênh lệch nhiều hơn nữa. Và cái điều này thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là đi đến cái bước này rồi. Ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết là Nguyên chia sẻ thông tin đó. Mà Nguyên thấy là tình trạng của thế giới nó đang đi đến một cái giai đoạn rất là xấu, tồi tệ. Khi mà Nguyên nhận được bản tin đến từ Bắc Hàn, đến từ Đài Loan đó, thì Nguyên đã thấy rõ được là cái âm mưu nó bắt đầu nó đã thành hình rồi. Nó thành hình rồi các quý vị. Nó thành hình. Đây là bản tin liên quan đến Tổng thống Zelensky đã công bố chúng ta biết về cái vấn đề mà Bắc Hàn sẽ tham chiến trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những bản tin lặt vặt đó đây về những vấn đề người ta đề nghị. Ngày hôm nay thì phía bên ngoại giao của Ukraine và có vài quốc gia khác đã lên tiếng kêu gọi phía bên Brazil phải có hành động. Sắp sửa tới đây, đất nước Brazil sẽ tổ chức một cái buổi họp G20 và theo nguồn tin cho biết là Putin sẽ tham dự ở trong buổi họp G20 này. Ngay lập tức thì phía bên tòa án quốc tế và phía bên nhiều quốc gia khác đã lên kêu gọi tổng thống Brazil là ông Lula, nếu Putin đến bắt cho chúng tôi. Thì chúng ta đều biết ông Brazil là ông tổng thống Brazil là ông tên là Lula đó, mà Nguyên hay chọc chơi vui là lú la lú lẫn đó, thì ông cũng lớn tuổi lắm rồi, ông này thực tế cũng lớn lắm rồi, cũng không có khỏe bao nhiêu đâu, nên là lú la lú lẫn thì chuyện cũng khá là bình thường. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu bản tin liên quan đến sự việc. Chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay cái bối cảnh chính trị giữa Bắc Hàn rồi Trung Quốc đang xích gần lại Nga, rồi chúng ta thấy được cái sự tham gia của Bắc Hàn có thể xảy ra trong những ngày kế tiếp, cuộc chiến tranh nó có thể diễn biến trong ngày kế tiếp. Và ngày hôm nay thì người ta đã kêu gọi ông Tổng thống Brazil có hành động nếu Putin đến buổi họp G20 tổ chức ở tại Brazil trong những ngày kế tiếp. Mà Trung Nguyên nói là đây là cái lời kêu gọi, nó chỉ là lời kêu gọi.
Thôi, Tổng thống Brazil không làm điều đó. Chúng ta đều biết là ông Tổng thống Brazil, ông rất là thân với Putin. Và ông ta có những cái bài bình luận đã nghiêng về phía Nga từ trong những ngày đầu cuộc chiến. Và trong những ngày đầu cuộc chiến, ông ta đã không giúp đỡ gì Ukraine và còn có những lời chỉ trích Ukraine rất là thậm tệ. Và ông ta vẫn mang giao rất là tốt đẹp với Putin. Trong thời gian vừa qua thì đúng ra đó, ông ta có làm một lần duy nhất, đó là không chấp thuận sự hiện diện của Putin đến Brazil vì ông ta sợ phiền phức về vấn đề người ta lên án, vấn đề tòa án của quốc tế, vân 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 vân. Nhưng kêu ông ta là bắt Putin trong cái giai đoạn này thì Nguyên nghĩ không bao giờ có. Thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ được là cái sự việc nó là như vậy. Chúng ta nhìn rất là rõ nét cái cách xử của ông Brazil, ông ta là người hai mặt. Hai mặt rất là rõ. Chúng ta nhìn thấy là cái đường lối đó là ăn cắp theo cái mô hình của Bác Trọng mà chúng ta đi rồi đó, là đường lối ngoại giao cây tre đó. Cái che đó, nhưng mà cái che là nó nghiêng về phía bên Nga nhiều hơn là nghiêng về phía bên đồng minh phương Tây của chú anh chị. Đây là bản tin liên quan đến ông Brazil. Và bây giờ một bản tin khác với cái tình trạng đang ở trong một cái giai đoạn khá là nguy hiểm. Nên bài phát biểu của bà chủ tịch Liên minh châu Âu ngày hôm nay, đó là bà Ursula von der Leyen. Bà ta đã có một cái loài phát biểu và đã lên tiếng và đã nói cho chúng ta biết là cái sự việc trong một cái bối cảnh có nhiều quốc gia muốn gia nhập vào châu Âu, muốn sát nhập vào châu Âu, muốn sát nhập vào NATO, nhưng họ lại có những cái tư tưởng chính trị nghiêng về phía bên Nga, bà ta không chấp nhận. Bà ta đã đưa lên một cái vấn đề ví dụ về lịch sử là châu Âu đã mở rộng cho những quốc gia mình kêu là phương Đông, phía bên sườn miền Đông của châu Âu sát nhập vào. Và những quốc gia này nó họ không đóng góp cho cái lớn mạnh, ngược lại họ có những cái xu hướng chống đối, nó đã dẫn đến nhiều sự việc bế tắc trong thời gian vừa qua. Và bà ta kêu gọi những cái quốc gia này hãy suy nghĩ kỹ trước khi mình sáp nhập và phải hiểu được là chúng ta hãy đứng về phía bên chính nghĩa, hãy nhìn lại lịch sử những gì đã trải qua và chúng ta hãy bảo vệ những công lý và công bằng. Trong đó bà ta có nêu lên vấn đề của Ukraine. Thì bà ta không có nêu lên rõ những quốc gia mà ta đang chỉ trích, nhưng trong đó thì chúng ta đều biết trong đó có vài quốc gia giống như là Hungary, Serbia, ví dụ là như vậy. Những quốc gia mà những nhà lãnh tụ đang có cái xu hướng ủng hộ Putin và lại vấn đề giúp đỡ Ukraine nó đang hạn chế. Thì các quý vị cũng biết sắp sửa tới đây đó, Liên minh châu Âu sẽ bỏ ra một cái phiếu để mà chuẩn bị cho cái yểm trợ Ukraine với cái giá có khoảng tầm 50 tỷ cho Ukraine vào năm 2025. Sắp sửa đây, vì chúng ta biết là năm 2024 nó sắp sửa kết thúc rồi. Cái thời gian năm 2024 nó đã không còn nữa, nó sắp sửa kết thúc. Nên là năm 2025 nó sẽ diễn biến ra. Nên là bà Ursula von der Leyen đó, bà mới muốn nói cái điều này, bởi bà dằn mặt, phải nói chung là bà dằn mặt. Bà dằn mặt để bà kêu gọi những cái quốc gia sắp sửa bỏ phiếu đó đừng bỏ phiếu trống nha. Và bà khẳng định là thế giới ngày hôm nay chúng ta cần đứng về phía bên chính nghĩa vì sự đe dọa nó đang cận kề đến chúng ta. Nói về Liên minh châu Âu thì ngày hôm nay Liên minh châu Âu đã đưa ra cái lệnh trừng phạt cho Iran. Ngày thứ hai ngày hôm qua chính thức Liên minh châu Âu đã đưa ra cái lệnh trừng phạt, cô chú và anh chị em. Liên minh châu Âu đã cáo buộc Iran đã viện trợ một số lượng quả tiễn tầm trung cho Nga trong thời gian gần đây. Cái số lượng thì không được nêu lên rõ, nhưng mà chắc chắn đã được công khai và chính thức bằng chứng cụ thể Iran đã gửi một số lượng quả tiễn cho Nga. Và một cái số lượng quả tiễn này đã sử dụng tấn công trên lãnh thổ của Ukraine và đã dẫn đến nhiều người dân thường đã thiệt mạng. Điển hình ngày hôm nay thì Nga đã tấn công rất là nhiều nơi, có thể nói là 6-7 tỉnh thành của Ukraine bằng những loại quả tiễn của Iran. Sự việc để chúng ta biết là ông Iran, ông đã có nhúng tay vào, ông đã giúp đỡ. Ông đã giúp đỡ Nga và ông đã gửi một số lượng quả tiễn, thì ngày hôm nay Liên minh châu Âu họ mới đưa ra một cái lệnh trừng phạt nhắm vào. Và họ bắt đầu là trừng phạt ít nhất là 6 tập đoàn công ty của Iran sản xuất vũ khí và vài người đã có trực tiếp bàn giao với Nga. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rõ, cô chú anh chị em thấy rất là rõ
Và cái điều đó đã chứng minh được cái điều đó, nên là cái lệnh trừng phạt nó đã đến. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em tình trạng cuộc chiến một chút xíu để chúng ta biết được là tình trạng chiến trường của ngày hôm nay như thế nào. Tình trạng chiến trường ở khu vực kết, cái khu vực mà đang giao tranh một cách khốc liệt trong những ngày gần đây, khi Nga đã điều động thêm 50.000 binh sĩ để bổ sung và Nga đã tấn công có thể là quyết liệt trong những ngày gần đây, để mục đích là gì? Đẩy lùi Ukraine ra khỏi, đẩy lùi Ukraine ra khỏi lãnh thổ của Nga. Và cái điều đó là bởi vì trong ngày gần đây thì nội bộ chính trị của Nga đó, người ta chỉ trích Putin rất là nhiều. Các vị cũng biết là tới mức độ mà cái đài số 1 của Nga là cái đài mà kêu là cái đài diều hâu nhất, cái đài mà kêu là cánh hữu diều hâu nhất của Nga, nó nói một câu mà: nếu mà trên chiến trường mà để cho bại trận nữa, Ukraine mà lấy thêm lãnh thổ nữa, thì thay đổi tổng thống đi. Tới mức độ vậy luôn. Để cho các quý vị hiểu rằng là người dân Nga họ vô cùng bất mãn, họ rất là bất mãn. Đặc biệt là cái những cái tổ chức và những cái nhóm chính trị cực hữu đó, họ thấy rằng là đất nước họ đang suy yếu và đất nước họ đang bị giẫm đạp khi lực lượng Ukraine yếu như vậy nhưng mà đang ở mà không cách nào đánh lùi. Nên là bởi vì cái sự nội bộ trong đất nước đang bị lục đục, và các quý vị biết là không phải chỉ có ở khu vực đó không, ở Chechnya bây giờ cũng vậy. Ở Chechnya bây giờ vừa qua là cái tiếng nổ nó rất là lớn, Nguyên có cập nhật cho các quý vị đó. Bây giờ ở khắp nơi ở Nga bắt đầu là có cái dấu hiệu, nhiều nơi đang có những cái dấu hiệu nội bộ nó không được đoàn kết và bắt đầu nổi súng khắp nơi. Cả luôn nhà lãnh tụ Chechnya cả chỉ trích Putin vì cái đạo luật mới, cho rằng cái đạo luật lỗi thời, đạo luật cách đây thời vua chúa, cách đây mấy ngàn năm về trước, vân vân và vân vân. Để cho các quý vị thấy rõ được là ở trong cái giai đoạn này, đất nước Nga bắt đầu đã có cái dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ. Bởi vì như vậy nên là Putin mới bắt đầu ban lệnh ép cho bằng được phải phản công ở khu vực kết, đánh lùi Ukraine ra khỏi để lấy lại niềm tin của đồng minh trong nội bộ của mình. Đáng tiếc cho Nga là trong cái nỗ lực, đây là ngày thứ ba liên tục Nga tấn công. Ngày thứ ba liên tục Nga tấn công nhưng không thấy bất cứ một cái thành quả nào hết. Tuy rằng Nga có tung ra những cái tin đồn là Nga lấy được vài ngôi làng vân vân, Nga lấy như thế này lấy thế kia, nhưng thực tế thì quả thực thì chưa thấy cái gì cả. Đây là ngày thứ ba thì Tổng thống Zelensky vẫn công bố là mọi sự việc vẫn tốt, vẫn tốt, khu vực kết chúng ta vẫn giữ nguyên hiện trạng và chúng ta kẻ địch bị thiệt hại nặng nề. Thì đây cũng thấy rõ được là Nga nỗ lực phản công trong 3 ngày nhưng chưa đạt được bất cứ mục tiêu nào. Đây là bản tin ở khu vực kết, nhưng ở khu vực khác thì lại xấu cho Ukraine khá nhiều. Cái khu vực mà Nguyên muốn sắp sửa chia sẻ đây đó là cái khu vực nhà máy hạt nhân lớn nhất, đó là khu vực Zaporizhzhia. Thì gần đây thì Nga đã bắt đầu đã dồn lực lượng binh sĩ của mình, đổ xô binh sĩ ở khu vực đó khá đông, và Nga bắt đầu mở ra một cái mặt trận mới ở Zaporizhzhia. Và lúc đó thì Ukraine đã biết trước, chứ không phải là không biết. Ukraine đã biết trước cái điều đó. Sau những vệ tinh thì Ukraine đã biết trước. Thì cái điều đáng buồn của chú và anh chị em, cái điều mà đáng buồn đó là sự biết trước của Ukraine nhưng cũng không ngăn chặn được của Nga. Nên là trong mấy ngày gần đây thì ngày hôm qua và ngày hôm nay, theo những gì mà Nguyên theo dõi ở địa phương đó, báo chí của địa phương đó, là Nga có cái đà tiến và Ukraine phải lùi về. Nga đã có chiếm được một vài ngôi làng ở cạnh những cái nơi giao tranh, thấy rõ được là lực lượng của Nga đang bắt đầu tiến bộ ở khu vực này. Tất nhiên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều trong cái mặt trận chiến trường. Các vị biết mà, thắng một ngôi làng, ngày mai thua lại 10 ngôi cũng chẳng biết được. Nhưng mà hiện bây giờ ở khu vực đó thì Nga đang bắt đầu ở trong một cái vị thế khá cao, ưu thế, bởi vì Ukraine không tấn công được, bị kẹt cái nhà máy hạt nhân. Mỗi khi Nga lùi về thì Nga lùi về khu vực nhà máy thì Ukraine bó tay. Nga dùng cái nhà máy trở thành một cái pháo đài để mà phòng thủ. Nên là mỗi lần có vấn đề mà Nga thấy tình trạng Ukraine phản công thì lực lượng của Nga lại lùi về cái nhà máy, rồi là què chuyện, không ai làm được cái gì nhau cả. Nên đối với Nguyên, cái vấn đề mà nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia gớt vào trong tay của Nga đó là một cái điều thất bại.
Hiện bây giờ thì Nga đã sử dụng nó trở thành một cái pháo đài phòng thủ kiên cố mà không ai dám bắn vào. Vì bắn vào thì nó nổ, chết chung hết, đặc biệt là chết dân của mình. Nên là nó là cái nhà máy lớn nhất châu Âu nữa. Chết dân của mình, chết trên lãnh thổ của mình. Nên cái điều đó là cái điều khó khăn nhất. Nên là gần đây Ukraine đã có những cái đề nghị là muốn cho lực lượng Liên Hiệp Quốc can thiệp vào trong những nhà máy hạt nhân, để cho binh sĩ của Liên Hiệp Quốc đóng một cái vai trò bảo vệ nhà máy. Nhưng Nga thì họ phản đối, Nga họ không đồng ý cái điều đó. Nên là cái vấn đề nhà máy hạt nhân vẫn là một cái điều khó khăn, rất là khó khăn cho Ukraine để mà có đủ khả năng đánh bật Nga, bởi vì nhà máy trở thành một cái pháo đài phòng thủ. Ngoài ra ngày hôm nay thì phía bên Ukraine họ đã cảnh cáo cho thế giới biết về cái tình trạng hiện bây giờ, đó là cái tình trạng Nga sẽ tấn công vào năng lượng của họ. Thì cái điều này cô chú anh chị em cũng biết đó, năng lượng của Nga tấn công trong thời gian vừa qua đó vào năng lượng của Ukraine đó, tiêu hủy gần nguyên nó ha, 2/3. 2/3 năng lượng của Ukraine đã tiêu hủy với bom đạn của Nga. Và cái số còn lại nó rất là ít. Phần lớn còn lại là những cái nơi nhà máy hạt nhân, vì Nga, Ukraine sở hữu rất là nhiều nhà máy hạt nhân chứ không phải là một cái. Nên là gần đây nhất thì người ta có cái dấu hiệu là Nga sẽ tấn công tiếp tục và cảnh cáo cho đồng minh biết là hãy thận trọng, phải mong muốn đồng minh yểm trợ thêm hệ thống phòng không và đặc biệt là những cái thiết bị vào mùa đông cho người dân và cả luôn cho dân binh sĩ. Thì đây là những cái điều mà chúng ta đều biết, sắp sửa mùa đông sắp tới thì nó sẽ diễn biến ra tương tự như vậy mà thôi. Cô chú anh chị em, nó sẽ diễn biến ra tương tự như vậy. Đây là tình trạng liên quan đến Ukraine. Ngày hôm nay thì không có những cái gì nó quá nổi bật về vấn đề phản công của Ukraine cả. Chỉ có những cái bản tin không được vui cho lắm. Ngày hôm nay một người dân ở đảo Crimea đã bị tòa án Crimea cáo buộc là cấu kết với Ukraine, làm gián điệp tình báo cho Ukraine, đã giúp đỡ Ukraine chỉ điểm những cái nơi căn cứ và những cái nơi vũ khí mà Crimea, và giúp đỡ Ukraine tấn công thành công trong thời gian vừa qua. Nên là người này được kết tội là tội phản quốc và tòa án ở tại đảo Crimea cáo buộc người này với cái tội danh là phản quốc 15 năm tù. Đây không phải là người đầu tiên, vừa qua cũng đã phản án một người khác ở đảo Crimea với cái án là 24 năm tù. Mà Nguyên nói thật nha, ở đảo Crimea tình báo của Ukraine là đầy. Đầy. Họ bắt bao nhiêu cũng không hết. Vì phần lớn người dân Ukraine ở đó họ vẫn ước ao cái lá cờ Ukraine quay trở lại. Họ vẫn mong đợi là cái lá cờ Ukraine quay trở lại ở tại đảo Crimea. Nên là cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy mà Nga có bắt bao nhiêu cũng không được. Vì Nguyên nó thẳng luôn mà. Đảo Crimea là cái đảo bây giờ nó không còn là cái đảo giống như xưa nữa. Đảo Crimea Ukraine tấn công đợt nào cũng chính xác hết. 100% đợt tấn công của Ukraine đều chính xác hết. Và gần đây nhất thì là các quý vị biết là cái kho chứa dầu của đảo Crimea nó cháy gần cả 7 ngày, Nga mới dập tắt được. Thì đảo Crimea là tình báo gián điệp của Ukraine đầy, và Ukraine còn gửi cả luôn mà kêu là binh sĩ đặc chủng trà trộn thường xuyên trên đảo Crimea, đánh du kích rồi chạy về một cách dễ dàng, như ăn cơm bữa. Như ăn cơm bữa luôn. Đó, thường xuyên, cứ là một vài tầng là một nhóm 60 mấy người lên trên đảo rồi đánh du kích, làm nổ đặt mìn xong xuôi rồi bỏ chạy, rồi xuống tàu rồi chạy về. Chuyện thường xuyên xảy ra. Để chúng ta thấy được là ở trong cái lòng người dân Ukraine, họ rất là mong đợi và họ yểm trợ cho lực lượng Ukraine rất là nhiều. Vì muốn làm điều đó mình phải có những người địa phương giúp đỡ mình. Thì cái điều đó thì giống như Tổng thống Zelensky ông ta từng nói mà, lấy Crimea dễ hơn là lấy Donbass. Vì đơn giản lòng dân nó nghiêng về bên nào? Lòng dân Donbass nó nghiêng về bên Nga, còn lòng dân Crimea thì nghiêng về phía bên Ukraine, nên dễ lấy lại hơn. Đây là bản tin liên quan đến khu vực đảo Crimea mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Để chúng ta thấy ngày hôm nay trong một cái bối cảnh thế giới đang cực kỳ là căng thẳng, và cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga đang tiếp diễn và đang phức tạp khi có sự tham gia có nhiều thế lực, trong đó có sự viện trợ của Iran và nhân lực của Bắc Triều Tiên. NATO phải làm như thế nào? NATO phải ứng phó ra sao? Nguyên đã nói rồi, hiện bây giờ đó, vấn đề của NATO đang bị đình trệ do cái sự bầu cử tại Mỹ.
Đúng ra là sẽ có một cái buổi họp ngày 12 Tây vừa qua. Đúng ra có buổi họp ngày 12 Tây vừa qua. Nhưng mà chúng ta đều biết đó, buổi họp nó bị đình trị vì Tổng thống Joe Biden không đi được. Khi lúc đó ông ta không đi được thì ông ta lại muốn nói chuyện với ai ngày hôm qua? Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn. Thì bây giờ ông chưa nói chuyện được với ba quốc gia này thì ba quốc gia này họ sắp sửa liên minh rồi. Họ sắp sửa liên minh rồi. Bắc Hàn là nguyên tin chắc là liên minh. Bắc Hàn là nguyên tin chắc là liên minh với Nga luôn. Trong cái bối cảnh này thì Bắc Hàn bắt tay với Nga liền. Bây giờ chờ quốc hội của Nga ký đồng ý gửi cái văn bản là Putin với Kim Jong Un là gặp mặt liền, là ký xuống liền. À, còn Trung Quốc thì sẽ không bắt tay, theo nguyên nghĩa thì Trung Quốc sẽ không bắt tay. Trung Quốc thì sẽ bang giao với một cái giới hạn chứ không bắt tay hoàn toàn đồng minh. Nên là Bắc Sô làm việc quá chậm, chưa giải quyết xong thì người ta đã chuẩn bị liên minh rồi. Bắc Sô chưa có cơ hội để nói chuyện để mà dàn xếp thì bắt đầu là họ đã liên minh chính thức. Nên đối với Nguyên trong cái giai đoạn này đến đây rồi, cuộc chiến tranh này chúng ta đã nhìn quá rõ rồi. Nó không còn phải là cuộc chiến mới đầu mà gà mờ chúng ta không biết đường đâu mà mò nữa. Cái này chúng ta thấy hết rồi. Từ những lời đe dọa, từ những vũ khí, từ những liên minh là chúng ta đã thấy hết rồi. Bây giờ không có cái gì mà bây giờ đánh với Nga là phải đánh quyết liệt, đánh sống còn. Chứ ngại ngùng với Nga gì nữa. Đến bây giờ mà còn e dè ngại ngùng với Nga nó là sống. Để cho các vị thấy rõ được á, là trong một cái bối cảnh ngày hôm nay đang có những cái sự xu hướng rất là e ngại cho chúng ta trong những ngày kế tiếp. Tất nhiên Nguyên là người Á Châu thì cái điều mà Nguyên đang bảo vệ á, ở khu vực Á Châu chúng ta nó là đảo Đài Loan. Đối với Nguyên bây giờ Đài Loan là đang ở trong giai đoạn nguy kịch nhất, nguy kịch nhất vì Trung Quốc sẽ dùng Đài Loan với Nga trở thành vật trao đổi. Vật trao đổi. Và cái vực trao đổi này thì là cái điều cho Đài Loan nguy hiểm nhất trong cái giai đoạn này. Đáng lo cho Đài Loan trong những ngày kế tiếp. Ngoài ra thì có chuyện gì nổi bật nữa trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga mà Nguyên có thể chia sẻ cùng cô chú anh chị em đây? Đó là cái sự việc mà người ta nói rằng là hải quân của Nga đã không còn có sự ảnh hưởng trên chiến trường Ukraine nữa. Đây là cái bài bình luận của nhiều nhà chuyên gia. Thì cái bài bình luận này nó không có cái gì sai hết. Nó hoàn toàn chính xác trong cái cuộc chiến tranh Ukraine và Nga thì đã dẫn đến thấy rõ được cái sự yếu kém hải quân của Nga một cách tột cùng. Khi lúc đó thì hải quân của Nga nằm trong ba quốc gia hàng đầu của thế giới. Mỹ, Trung Quốc, bây giờ mình phải nói là Trung Quốc hàng đầu. Trung Quốc, Mỹ và Nga, ba quốc gia hàng đầu thế giới. Và khi thấy hải quân của Nga đã bị bại trận ê chề ở tại Biển Đen, trong cuộc tấn công thường xuyên của Ukraine bằng máy bay không người lái hay xuồng không người lái, hải quân của Nga đã bị tê liệt hoàn toàn và Nga đã không cách nào hồi phục được khả năng hải quân của mình. Và cho rằng là Nga không còn hải quân nữa thì cũng chẳng gì sai. Tuy rằng tàu bè chiến đấu của Nga cũng còn nhiều đó, nhưng tất cả những công nghệ đó đều những công nghệ lỗi thời và nó không bảo đảm được. Nga xuất binh về hải quân chắc chắn là Nga sẽ bại trận. Nên là gần đây chúng ta đã thấy rõ được là ở trên Biển Đen Nga không có điều động tàu bè chiến đấu tiếp tục để mà đóng đô ở đó. Vì Nga biết rằng là điều động tàu bè ở đó hay là đậu ở tại đảo Crimea là chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Nên là cái bài bình luận đánh giá, nguyên là đánh giá bình luận về nhiều chuyên gia, nó có cả luôn người Nga đánh giá thì họ vẫn thừa nhận điều đó. Sự yếu kém của họ ở trên mặt biển. Và nó đã dẫn đến sự khả năng tác chiến tầm xa vì chúng ta biết muốn đi đến một quốc gia khác bắt buộc phải đi đường biển và họ không đủ khả năng tác chiến tầm xa được nữa và đây cũng đã thấy rõ được là sự yếu của Nga trong giai đoạn này thì đánh lúc mà đang Nga yếu chứ ai đánh Nga mạnh. Nga bây giờ chưa liên minh với Trung Quốc, bây giờ gặp Nguyên là Nguyên quất liền, nhưng đó là Nguyên thôi. Trong Nguyên cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự của ngày hôm nay. Cảm ơn sự yêu mến các quý vị và Nguyên hẹn những chương trình kế tiếp. Bye bye các quý vị.
hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, đủ gần để một bàn tay tìm một bàn tay, đủ gần để một nhịp tim nghe một nhịp tim. Xin em hãy đứng cùng tôi, đứng gần nhau hơn chút nữa, đủ gần để đôi mắt tôi nhìn vào đôi mắt em, đủ gần để ta nhìn sâu vào linh hồn nhau, đủ gần để khi ta nói lên hai tiếng đồng bào, ta có thể thấy giọt nước mắt ngọt ngào trên khóe mắt của nhau. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn, gần hơn, đủ gần để chúng ta không còn sợ hãi, để biết rằng chúng ta không lẻ loi, để biết rằng chúng ta không yếu hèn như chúng ta đã tưởng, như chúng ta đã tưởng. Để đôi mắt tôi dù khép lại mãi mãi vẫn có thể hình dung nụ cười trên khuôn mặt em rạng rỡ vô cùng trong thế giới tôi ước mơ, thế giới ta ước mơ. Xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn và gần hơn, đủ gần để những gì tàn án phải chết đi trước ước mơ của chúng ta, ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Phải trên thì chúng sẽ tiếp tục sống, mà chúng chỉ sống được khi chúng ta còn sợ hãi, còn sợ hãi, còn sợ hãi. Thì xin em hãy đứng cùng tôi, gần hơn và gần hơn, để chúng ta thành một biển người, đủ gần để những gì tàn ác phải chết đi trước ước mơ của chúng ta, ước mơ được sống đúng nghĩa một con người. La 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 la. Gần hơn,